Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam thuận lợi mở rộng các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Ngày 7 tháng 11, AFA tiếng Việt bình luận vì sao Trung Quốc để yên cho Việt Nam xây đảo nhân tạo. Theo đó, AFA cho hay một hãng tin nước ngoài mới đây đã đăng tải video cho thấy chỉ trong 4 năm, từ năm 2020 đến năm 2024, Việt Nam đã tăng tốc mở rộng các đảo nhân tạo tại khu vực quần đảo Trường Sa. Những hoạt động xây dựng bao gồm đường hào, bến cảng, có thể cả kéo dài những đường băng cho mục tiêu quân sự. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết, ngoài ra, báo cáo của Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á AMTI được công bố vào ngày 7 tháng 6 cũng cho thấy, trong 6 tháng qua, Việt Nam đã tăng tốc đáng kể việc mở rộng các tiền đồn của mình ở quần đảo Trường Sa với diện tích gần bằng 2 năm trước đó cộng lại, đưa Hà Nội đạt kỷ lục xây dựng đảo vào năm 2024. Không thể phủ nhận năng lực của Việt Nam trong việc thực hiện được những dự án bồi lấp đảo ở xa bờ, nhưng điều ấn tượng hơn nằm ở chỗ Việt Nam đã bằng cách nào đó tránh được sự ngăn cản từ Trung Quốc. Trong khi đó, cùng thời điểm hoạt động bồi lấp đảo của Việt Nam diễn ra, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang đáng kể xung quanh bãi cỏ mây, một rạn san hô chìm nằm ở phía đông quần đảo Trường Sa. AFA dẫn lời tiến sĩ Andrew Taffer từ Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng chính vì Philippines là đồng minh hiệp ước của Mỹ nên Trung Quốc không cần phải kiềm chế sự hung hăng với Philippines. Theo ông, Bắc Kinh hiểu rằng Washington không sẵn lòng cho phép đồng minh của mình mạo hiểm với những rủi ro có khả năng kích hoạt cam kết phòng thủ chung Hoa Kỳ-Philippines, nên chính Manila mới là bên phải kiềm chế những hành xử với Trung Quốc. Còn trường hợp của Việt Nam, ông Andrew cho rằng sự tương đồng về thể chế chính trị đối với Trung Quốc có thể đã đóng vai trò nhất định. Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiến sĩ Andrew nhận định, dù không tin tưởng lẫn nhau nhưng cả Hà Nội và Bắc Kinh có điểm chung là được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản. Cả hai chính quyền đoàn kết trong quyết tâm chung nhằm bảo vệ sự độc quyền về quyền lực chính trị của đảng của họ. Như thế, sự kiềm chế của Trung Quốc đối với việc xây dựng cải tạo đảo của Việt Nam có thể phản ánh lợi ích của Trung Quốc trong việc duy trì quan hệ lành mạnh với Hà Nội. Bắc Kinh có lẽ sẽ giải quyết nhẹ nhàng các tranh chấp hiện nay vì tân chủ tịch nước của Việt Nam dường như đặc biệt tôn trọng Bắc Kinh. AFA dẫn thêm bình luận của nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nêu lý do khiến Trung Quốc hành xử với Philippines khác với Việt Nam. Với Philippines, Trung Quốc nhìn thấy Mỹ là đồng minh chiến lược của Philippines, nhưng rất nhiều vụ va chạm giữa Trung Quốc và Philippines thì Mỹ lại án binh bất động, không làm gì. Hiệp ước phòng thủ Mỹ-Phi chỉ là con ngáo ợp để Mỹ tăng cường quan hệ chiến lược với Philippines, chứ không giải quyết được quyền lợi cho người dân Philippines. Với Việt Nam, Trung Quốc cần phải ve vãn, hứa hẹn những lá bài về kinh tế để ngăn Việt Nam đến gần Mỹ và các siêu cường khác trên thế giới. Trung Quốc cũng nhìn thấy Việt Nam là một nước nhỏ, muốn ổn định và phát triển thì phải luôn luôn luồn lách giữa các thế lực của các siêu cường, nhưng không được tách rời khỏi Trung Quốc. AFA dẫn lời nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhận xét, chính sự đu đưa này đã giúp Việt Nam cân bằng giữa sức ép từ Trung Quốc trên Biển Đông. Việt Nam vẫn khéo léo duy trì quan hệ với Trung Quốc, không như Philippines đã chọn hướng ngã hẳn về Mỹ rồi. Thậm chí Manila còn cho Mỹ đặt tên lửa tầm trung trên đất Philippines hướng về eo biển Đài Loan. Việt Nam đang đu đưa giữa Trung Quốc và Mỹ nên Trung Quốc không muốn mạnh tay với Việt Nam, sợ Việt Nam hướng sang Mỹ nhiều, như thế sẽ bất lợi cho Bắc Kinh về mặt chiến lược. Trung Quốc chuẩn bị đối phó với sự trở lại của Tổng thống Trump. Ngày 9 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Trung Quốc xoay sở thế nào với cú sốc thứ nhì của ông Trump. Hình ảnh bài trên VOA. Theo đó, VOA cho hay sau khi ông Donald Trump lần đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc cách đây 8 năm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phản ứng dữ dội với mức thuế quan và lời lẽ gay gắt của ông, dẫn đến một cuộc chiến thương mại khiến mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Lần này, Bắc Kinh đã chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump bằng cách thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh, thúc đẩy sự tự lực trong công nghệ và dành tiền để hỗ trợ nền kinh tế hiện đang dễ bị tổn thương hơn trước các mức thuế quan mới mà ông Trump đe dọa. VOA cũng cho hay các chuyên gia nói rằng, mặc dù một số động thái trả đũa có thể là không tránh khỏi,
Nhưng Trung Quốc sẽ tập trung vào việc khai thác các rạn nứt giữa Hoa Kỳ và các đồng minh và đặt mục tiêu hạ nhiệt để giúp đạt được một thỏa thuận sớm nhằm giảm bớt các tác động từ xung đột thương mại. VOA dẫn lời ông Zhao Minghao, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Phục Đáng ở Thượng Hải, chỉ ra thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho ông Trump từ ngày 7 tháng 11. Theo đó, ông Tập kêu gọi hợp tác chứ không phải đối đầu, nhấn mạnh mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai siêu cường. Theo VOA, mặc dù các công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc hiện ít bị phụ thuộc hơn nhiều vào hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ, nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng bất động sản lớn và gánh trên vai khoản nợ không bền vững, đang ở vị thế yếu hơn so với năm 2016, đang vật lộn để đạt được mức tăng trưởng 5% so với mức 6,7% lúc đó. Tệ hơn nữa, ông Trump đã cam kết chấm dứt quy chế tối huệ quốc của Trung Quốc và áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 60%, cao hơn nhiều so với mức áp dụng thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông Zhao của Đại học Phục Đáng nói thêm, Bắc Kinh đã tính toán kịch bản này, nhưng dự kiến mức thuế sẽ thấp hơn so với mức cam kết trong chiến dịch tranh cử, vì điều đó sẽ đẩy lạm phát của Hoa Kỳ lên cao đáng kể. Tuy nhiên, chỉ riêng mối đe dọa đó đã khiến các nhà sản xuất tại quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới lo lắng, vì Trung Quốc bán hàng hóa trị giá hơn 400 tỷ đô la một năm cho Hoa Kỳ và hàng trăm tỷ đô la nữa cho các bộ phận sản phẩm mà người Mỹ mua ở nơi khác. VOA cho biết, để thúc đẩy thương mại toàn cầu, Trung Quốc đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao, củng cố các liên minh, hàn gắn rạn nứt với kẻ thù và tiếp tục các cuộc đàm phán khó khăn với Liên hiệp châu Âu, ngay cả sau khi khối này áp dụng mức thuế quan cứng rắn đối với xe điện của Trung Quốc. Theo VOA, tháng trước, Trung Quốc đã chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự kéo dài 4 năm với Ấn Độ trên biên giới tranh chấp của họ. Vào tháng 8, nước này đã giải quyết được cuộc tranh cãi kéo dài 2 năm với Nhật Bản về việc xả nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima và Thủ tướng Lý Cường đã đến thăm Úc vào tháng 6. Vẫn theo VOA, cũng trong tháng trước, cả ông Tập và ông Lý đều tham dự các hội nghị thượng đỉnh riêng biệt của BRICS, hiện chiếm 35% kinh tế toàn cầu, và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm 10 quốc gia khi Trung Quốc tăng cường quan hệ với Nam Bán Cầu. VOA dẫn lời bà Najat Nikarta, một quan chức Bộ Thương mại dưới thời ông Trump, người biết các cố vấn của ông, nói bà dự kiến ông Trump sẽ hung hăng hơn nhiều về các chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc. Bà dự đoán sẽ có một sự mở rộng đáng kể của danh sách thực thể và hạn chế xuất khẩu cho những công ty trong danh sách này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Trung Quốc chuẩn bị đối phó với sự trở lại của Tổng thống Trump. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.